Sau khi khỏi COVID-19, nhiều người thấy sức khỏe yếu đi, cảm giác lúc nào cũng hụt hơi, leo được vài bậc cầu thang đã phải nghỉ để lấy sức, trong khi lúc mắc bệnh, đa số bệnh nhân lại thấy sức khỏe bình thường. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn cần được thăm khám hậu COVID-19. Người bị nhiễm COVID-19 sẽ bị ảnh hưởng hệ thống tới nhiều cơ quan. Và trong quá trình bị COVID-19 cấp tính, có nhiều quá trình viêm của tế bào diễn ra gây nên các tổn thương mất bù, kiệt năng lượng ở các tế bào cơ tim, tế bào hô hấp và rất nhiều tế bào. Tình trạng hậu COVID-19 là có các biểu hiện bệnh sau khi mắc COVID-19. WHO định nghĩa hậu COVID-19 là tình trạng bệnh lý xuất hiện ở những người trong tiền sử nhiễm sắt COVID-2 thường xuất hiện trong vòng 3 tháng sau khi khởi phát với triệu chứng có tác động đến cơ thể và kéo dài ít nhất 2 tháng. Bác sĩ Tiến, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khuyến cáo, những F0 sau khi khỏi bệnh cần lưu ý vấn đề khám hậu COVID-19 gồm người có bệnh nền như tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa. Người từ 60 tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát sau khi mắc COVID-19 có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn. Người nhập cảnh khi mắc COVID-19 bị suy si hô hấp phải can thiệp thở oxy, sốt cao và nhập viện. Người bệnh sẽ được khám, tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh, đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, nhất là những người từng nhiễm bệnh ở mức độ nặng, nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh. Dối loạn giấc ngủ sau nhiễm COVID-19 thường xảy ra với các biểu hiện cảm giác khó đi vào giấc ngủ, không ngủ được, ngủ hay thức giấc hoặc dậy sớm nhưng mệt mỏi. Theo nhiều bác sĩ, các triệu chứng hậu COVID-19 có thể xuất hiện ngay sau khi khỏi bệnh, nhưng cũng có nhiều trường hợp sau 4 tuần mới xuất hiện. Những dối loạn này có thể kéo dài trong 4 tuần, thậm chí đến 6 tháng. Bên cạnh những triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, đau đầu, ho khó thở, rụng tóc, mất mùi vị thì tình trạng giảm khả năng nhận thức, giảm tập trung, hay rối loạn tâm lý, rối loạn giấc ngủ cũng xảy ra với F0 đã âm tính. Việc bị thiếu ngủ, ngủ không ngon khiến chất lượng cuộc sống giảm sút, gia tăng mệt mỏi, giảm minh mẫn, buồn ngủ vào ban ngày, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, căng thẳng lo âu dẫn đến trầm cảm, các bệnh lý tâm thần khác. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hòa, trường khoa hồi sức tích cực, bệnh viện phổi trung ương, rối loạn giấc ngủ sau nhiễm COVID-19 thường xảy ra với các biểu hiện cảm giác khó đi vào giấc ngủ hoặc không ngủ được, ngủ hay thức giấc hoặc dậy sớm nhưng mệt mỏi. Về hướng xử trí, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hòa chia sẻ, người bệnh cần thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp và tập thể dục. Cụ thể, buổi chiều không uống cà phê, rượu, trà, tránh ăn quá no hoặc tập thể dục nặng trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, tạo thói quen trước khi đi ngủ như giảm ánh sáng, điều chỉnh nhiệt độ và tiếng ồn, thư giãn bằng cách đọc sách nghe nhạc. Thời gian ngủ, duy trì thời gian đi ngủ và thức dậy đều đặn. Phòng ngủ bỏ hết các loại có màn hình ra khỏi phòng ngủ, tivi, điện thoại, ipad. Trong khi ngủ, đừng chăm chăm nhìn đồng hồ, nếu thức quá 20 phút, bạn hãy ra khỏi giường và quay lại giường khi buồn ngủ, đừng nằm trên giường. Bạn đừng lo lắng về giấc ngủ, càng lo thì càng mất ngủ. Ngoài ra, bác sĩ Quang cũng chia sẻ thêm kiên trì và lạc quan sẽ giúp người bệnh dần dần cải thiện giấc ngủ và đưa cơ thể trở lại trạng thái ban đầu hy vọng với những chia sẻ trên người bệnh sẽ sớm lấy lại được giấc ngủ ngon cân bằng cuộc sống